Sao hắn lại đến đây nữa rồi? Đừng giết ta, ta vẫn chưa trả hết nợ. Ta vẫn chưa đạt đến đời người đỉnh phong, ta không cam tâm. Trả nợ, bọn chúng vừa uống no nước vừa cố chăn chối lời cuối cùng. Ta lại thật sự chạy trốn đến cửa vực này rồi. Phúc lớn mạng lớn. Vực môn cũng đã bị mên phong bế lại không thể dùng được nữa. Ngón tay trái quý giá của ta. Đại ca, mặt của huynh đâu rồi? Không hay, vực môn mất hiệu quả rồi. Nếu sớm biết như vậy, Chi bằng đi theo các ngụy vương chủ kia chạy trốn cho rồi. Nghĩ lại dưới trướng tích lũy một vài binh lực cũng không dễ dàng, không thích hợp để từ bỏ. Ai mà biết cuối cùng lại gặp phải chuyện như vậy? Số lượng của đại quân mặc tộc mặc dù là vẫn rất lớn, nhưng không có ngụy vương chủ tọa chấn. Dưới tình huống của số lượng vực chủ giảm lớn, làm thế nào có thể là đối thủ của xích hỏa quân như sói như hổ kia? Bị hủy diệt cũng chỉ là vấn đề về thời gian sớm hay muộn mà thôi. Trong vùi nghìn vạn đại quân mặc tộc, Dương Khai ngươi rất tàn nhẫn. Chờ đã, vực môn đã trở thành cái bẫy có lực sát thương khổng lồ, Mạc tộc không có đường lui, đến ngay cả đội hình đều không còn. Tình hình như vậy, một phương của nhân tộc ngược lại không cần phải quá nóng vội. Truyền mệnh lệnh của ta, giữ vững trận thế, giết hết những Mạc tộc này. Vâng. Cảnh chuyển tới bất hồi quan, tổn thất của nhân tộc càng lúc càng lớn rồi. Rất tốt. Nhưng mà nếu nghĩ lại, lần trước ta dẫn đội đi tập kích Tiếu Tiếu và Võ Thanh, mặc sắc cự thần linh chạy trốn. Vốn dĩ cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả một phương của nhân tộc lại tế ra một đại sát khí, thả ra một cự thần linh thật sự. Nhiệm vụ uổng công vô ích, đến ngay cả đem theo hai vị cửu phẩm nhân tộc cũng thoát khỏi cản trở, thật sự là uổng công đến nhà của lão lão rồi. Cho dù là làm cái gì, chỉ cần dương khai dính vào, thì không có chuyện gì tốt. Thoải mái hơn nhiều rồi. Mana ra nở nụ cười với gương mặt quỷ dị, ha ha ha, may mà những năm nay ta tọa trấn bất hồi quan điều khiển đại quân mặc tộc chinh chiến với nhân tộc ở tiền tuyến lấy được thành tích cũng không tệ đặc biệt là phía mậu ngũ vực một trận đại chiến xích hỏa quân tổn thất không nhỏ bát phẩm chiến đấu mà chết thì khá nhiều nếu tiếp tục tình hình như vậy e rằng không cần đến 100 năm xích hỏa quân đều sẽ bị mặc tộc đánh cho tàn phế rồi có nên đi đến mậu ngũ vực tăng thêm số lượng ngụy vương chủ tạo áp lực lớn cho xích hỏa ha 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 ta đã nghĩ đến biểu cảm hoảng loạn của những bát phẩm kia rồi. Đại nhân, có chuyện gì? Vội vội vàng vàng như vậy, đi theo ta lâu như vậy, không biết xử lý mọi chuyện cần phải bình tĩnh sao? Như vậy sau này ta làm thế nào mà yên tâm để ngươi làm việc cho ta? Đại nhân, ta ngộ rồi. Mậu ngũ đưa tin tức đến, chiến sự có biến. Mậu ngũ, vừa nãy nhìn thấy chiến báo, tình hình bên mậu ngũ rõ ràng là rất tốt, sao đột nhiên lại? Đại nhân, Dương Khai lại hiện thân ở mộng ngũ vực. Đùa cái gì vậy? Tên này rõ ràng đã bị nhốt ở trong càn khôn lư, sao có thể hiện thân ở mộng ngũ vực được? Đại nhân, miệng nó, ngươi chém chết kinh xích và hốt ruột. Lại bắt bốn vị ngụy vương chủ rồi. Đánh bại đại quân của mạc tộc tử thương vô số, hiện tại đang còn ở trong đại danh chính đốn lại cảnh giới. Mana ra tức giận hét lên, Dương Khai, hắn chút giận hết lên con rối có hình mên. Đại nhân, tên này sao có thể chạy thoát ra khỏi từ càn khôn lư? Lẽ nào càn khôn lư đã mở ra rồi sao? Vốn dĩ cho rằng sau này không cần phải đối diện với sát tinh này nữa, kết quả hắn lại chạy ra ngoài nữa rồi. Bây giờ hắn đã hiện thân ở mậu ngũ vực, mậu ngũ vực nhất định là sắp long trời lở đất rồi. Truyền lệnh đến mậu ngũ vực, tất cả ngụy vương chủ tụ tập lại với nhau, trong chừng kỹ dương khai cho ta tuyệt đối không cho hắn thừa nước đục thả câu. Vâng. Lần này phải làm sao đây, Dương Khai à Dương Khai, ngươi thật đúng là đại nhân. Lại sao nữa vậy? Mậu ngũ chuyển đến chiến báo thứ hai. Lại vào lúc này không thể đổi người báo sao. Làm ơn rồi, nhất định là tin tốt. Quên mất, lại là tin xấu, đại nhân không lẽ thuận tay đánh ta luôn đấy chứ. Lần này Na ra không còn tức giận nữa mà trầm tư ôn hòa hơn. Tình hình còn tồi tệ hơn cả ta nghĩ. Dương Khai lại lần nữa xuất hiện quỷ mị, cuốn đi hai vị ngụy vương chủ, yêu nguyệt bọn họ căn bản là không có cách nào ngăn cản. Mậu ngũ vực tổng cộng đã mất đi 8 vị ngụy vương chủ, bây giờ những ngụy vương chủ khác đã bắt đầu rút lui khỏi mậu ngũ vực rồi, đến ngay cả một vài vực chủ cũng đã chạy trốn, mạng nhỏ hình như là giữ được rồi. Mana ra xe toát ngọc giản, khiến tên đàn em giật bắn người sợ hãi. Đại nhân, hay là gọi đại quân của mậu ngũ rút ra ngoài trước. Không rút lui được, người khác không biết dương khai, ta còn không biết rõ hay sao đại danh của mặc tộc dựa vào vực môn ý đồ chiến lược nguyên bản chính là vừa có thể tấn công mà có thể chạy trốn cho dù không địch lại nhân tộc nhưng cũng có thể thông qua vực môn mà rút quân cố gắng bảo toàn sức mạnh của bản thân nhớ ta chưa nhưng mà ở trước mặt của dương khai đường lui này hoàn toàn bị niêm phong dương khai tinh thông pháp tắc không gian nhất định vào ngay lúc đầu sẽ phong tỏa vực môn hiện tại phía mậu ngũ e rằng đang còn tiến hành một trận tàn sát có chuyện muốn tìm các ngươi nói chuyện cũng không biết lần này có bao nhiêu mặc tộc chạy trốn ra ngoài Chỉ có thể nói may mà các vị ngụy vương chủ kia thấy tình hình bất ổn đã chạy nhanh rồi Đem theo nhiều vực chủ cũng bỏ chạy Xem như là may mắn Tiếp tục truyền tin Nghiêng ngặt giám sát hướng đi của Dương Khai Có bất cứ động tĩnh gì báo cáo lại mọi lúc mọi nơi Rất nhanh Tin tức trải qua từng tầng trung truyền Truyền đến bất hồi quan Dương Khai xuất phát từ Mậu Ngũ Đã đến Ngân Sương Vực Dương Khai hiện thân ở Tịch Lịch Vực Phát hiện căn cứ mặc tộc của nơi này đang tăng tốc. Đội ngũ khai thác vật tư của trúc long vực mất đi tin tức, gặp phải Dương Khai độc thủ. Bất hồi quan, Dương Khai một đường đi đến đây, đã trực tiếp chạy đến Bất hồi quan rồi. Sống khi Dương Khai còn là bát phẩm khai thiên, hắn đã thường xuyên chạy đến bên Bất hồi quan gây chuyện, bây giờ tên này lại tấn thăng cửu phẩm, sớm muộn cũng sẽ đến Bất hồi quan. Nhưng mà ta không thể ngờ được, tên Dương Khai này lại gấp gáp như vậy. Rất tốt hắn dám đến thì phải gánh vác hậu quả. Mặc tộc trước đây đã từng lên kế hoạch một lần, sớm đã bố trí tứ môn bát cung tu di trận ở vực môn, phong tỏa hư không. Kết quả Dương Khai không hiện thân từ vực môn, mà là từ một con đường tắt khác, hiện thân từ hướng mặc chi chiến trường, kế hoạch thất bại lần nữa. Nhưng tình hình bây giờ thì không giống. Năm đó Dương Khai khi còn là bát phẩm khai thiên rất cẩn thận, nhưng bây giờ thực lực của hắn tăng lên rồi. Lại nhìn tuyến đường đi của hắn, rõ ràng là thông qua vực môn đi vào bất hồi quan, đây là cho mặc tộc chúng ta cơ hội. Cảnh chuyển tới vương chủ mặc sao? Cái gì? Dương Khai hiện thân mậu ngũ vực, chém chết vài vị ngụy vương chủ, đại quân mặc tộc ở phía mậu ngũ cũng đã bị đánh bại rồi ư. Đại nhân xin hãy bớt giận, ta có một kế. Một tháng sau tại không trì vực, men vừa bước qua vực môn đã có một tảng đá rơi ngay trước mặt. Địch! Làm cái gì vậy? Ở đâu rồi? ở xa như vậy mà vẫn còn có động tĩnh sao? Bốn cự thần linh vẫn còn đang xe xưa đấm nhau. Sau vừa mới vào thì đã nhìn thấy A Nhị bị đánh rồi. Mên hít một hơi thật dài rồi hét to, "A Đại, A Nhị, cố lên." Tiếng hét khiến A Đại giật mình. Ăn ngay một đấm vào giữa mặt Từ Mặc. A Đại bị đấm rưng rưng nước mắt. Sau đó lao tới người mặc ôm vào eo hắn. Rồi dùng hai tay khóa chặt hai cánh tay Từ Mặc. A nhị nhân cơ hội mặc bị khống chế, cho hắn một đạp vào giữa hai chân, khiến mặc đau đớn không thốt nên lời. Vẫn không nên làm phiền đến bọn nó. Lúc này tại cửa vực đi về bất hồi quan. A à đại, A nhị cố lên. À, ai vậy? Ôn ao lớn tiếng như vậy không có chút công đức nào. Nghe âm thanh có hơi giống với nam nhân đáng sợ kia. Báo tin. Đến rồi. Sao còn có một cái ghế nhỏ nữa vậy? Men vừa bước chân qua cửa vực môn cảnh tượng trước mắt khiến Mên kinh ngạc. Đại quân mặc tộc đã được bố trí để chào đón Mên. Mặc vực và mana ra nhìn Mên không chớp mắt. Chỉ vậy thôi sao? Hừ, Dương Khai, ngươi thật đúng là to gan. Vận may của ngươi cũng không tệ. Y hắn nói là mình may mắn mới có thể đứng ở đây ư. Ha ha, vận may của ngươi cũng không kém. Sao thế? Mọi người vẫn luôn đợi ta, ta đến rồi, không động thủ sao? Đám ngụy vương chủ im re không dám lên tiếng, có lên tiếng cũng sợ chút nữa đánh nhau bị men ghim. Trước tiên phải để hắn tránh xa cửa vực, như vậy mới có thể để kế hoạch hoàn mỹ thi triển, nếu không tên sát tinh này chỉ cần không muốn tranh đấu với chúng ta, quay đầu bỏ chạy. Vậy tất cả bố trí đều sẽ lãng phí vô ích. Hai mặc thú vận chuyển hàng hóa kéo qua đây làm bia đỡ đạn, hy vọng có thể giữ chân hắn trong nửa phút. Ta hiểu rồi, đây là sợ ta bỏ chạy đúng không? Mên tạo một tảng băng trước cửa vực môn. Thế như vậy thì sao? Cửa vực đã bị đóng băng lại, khỏi ai chạy được nữa. Tên này đang muốn làm gì? Động thủ. Đám vực chủ theo lệnh mana ra tập trung công kích tới phía mên. Đây không phải là toàn bộ. 12 vị ngụy vương chủ mỗi bên giữ trận cơ. Bố trí phong thiên tỏa địa đại trận. Một khi trận thế kết thành thì có thể phong tỏa được vùng hư không này rồi. Lúc đó Dương Khai không thể nào chạy trốn được mấy tên mặc tộc nhảy tới bắt men đều bị cho vô ích. Men đã long hóa dùng đuôi quật bọn chúng xuống mặt đất. Thánh Long, lại trong chốc lát bị diệt rồi. Tên Dương Khai này lúc nào mà thành rồng rồi vậy? Vừa là cửu phẩm, vừa là Thánh Long, nội tình của tên này rốt cuộc là thâm hậu đến cỡ nào? Hãy để ta xem thử, các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Từ sau khi tấn thăng lên cửu phẩm, ta vẫn luôn muốn thử giới hạn của bản thân. Đậu xanh, Đại trận suýt chút nữa là hoàn thành rồi. Bây giờ chính là cơ hội. Trận cơ và Ngụy Vương chủ đều không thể thiếu được. Lúc này một trưởng lực bay tới đánh thẳng vào mặt Men. Bây giờ người hình như càng dễ trúng đòn hơn. Mana ra tiếp tục tấn công tới. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Men bị công kích đã không còn giữ được hai tên mặc tộc trong tay, nhanh chạy trốn thôi. Dương Khai đã có thêm ba tên mặc tộc nữa lao tới, một tên ôm lấy cánh tay của Men hai tên còn lại có nhiệm vụ tấn công, ngươi đừng có kiêu ngạo. Trong chớp mắt hai tên đã nằm im dưới mặt đất, một tên chỉ còn nửa thân trên. Hắn sợ hãi đứng lặng người một chỗ, muốn đi đâu? Nhanh đi cứu Ngụy Vương kia ra ngoài, muốn. Trả lại cho các ngươi, Mên dùng đuôi quật mạnh tới người bọn chúng. Mấy tên Ngụy Vương chủ cuống cuồng bỏ chạy toán loạn. Muốn đối phó với Dương Khai, tứ môn bát cung tu di trận là không thể thiếu đừng nhìn thấy dương khai trước mắt bị thê thảm bao vây tấn công không có đại trận phong tỏa hư không khi hắn muốn đi bất cứ lúc nào cũng có thể đi không ai có thể ngăn hắn được vốn dĩ khi đại chiến vừa mới bắt đầu các ngụy vương chủ phụ trách bố trận đã bắt đầu chuẩn bị chỉ thiếu một trận cơ cuối cùng sau vào lúc mấu chốt thì lại bị dương khai phát giác ra việc sắp thành lại hỏng hay là nói hắn sớm đã phát hiện kế hoạch của ta sớm đã đề phòng với chuyện này rồi trên thực tế vừa nãy khi hiện thân ở cửa vực ta đã phát giác ra được tồn tại của tứ môn bất công tu di trận rồi là cái ghế nhỏ nói cho ta biết sở dĩ muốn phong tỏa cửa vực cũng không phải là do ta ngông cuồng tự đại mà là muốn mượn tay này để hóa từ bị động thành chủ động là vấn đề của ta sao sao cảm giác bản thân hắn đã cắt đứt đường lui rồi vậy sai không phải là ngươi mà là thế giới này nếu như không phong tỏa cửa vực bên phía mặc tộc cho dù cường giả có nhiều cũng sẽ không dễ dàng ra tay với ta chỉ đợi ta đi vào trong đại trận không vội cứ chơi đùa với hắn một chút tốt xấu gì cũng phải cho chút gạo chứ được rồi được rồi phong tỏa cửa vực là tự cắt đứt đường lui cũng là cung cấp thêm một cơ hội cho mặc tộc ra tay đừng mà lão đại như vậy còn không lên nữa sao màu đen dần dần biến thành màu đại diện cho thời gian đặc thù nếu như vậy trận pháp mà mặc tộc bố trí trước đó sẽ không có đất dụng võ rồi cần phải bố trí lại bây giờ ta chỉ cần đề phòng đại trận của mặc tộc, không để cho bọn họ bố trí ổn thỏa, cơ bản là nằm ở thế bất bại. Ta ở trong càn khôn lư đã từng giao thủ với Dương Khai, hơn nữa chịu thiệt thòi lớn, nhưng mà Dương Khai của lúc đó không phải là đỉnh phong. Cảnh giới cửu phẩm, cơ thể thánh long, từ thời cổ đến nay, chưa bao giờ có sinh linh nào đem hai thứ này hội tụ lên trên một cơ thể. Đổi thành cửu phẩm bình thường, làm gì có bản lĩnh như vậy? Tên này trước đây còn bị ta đuổi đi như thỏ, nhiều năm như vậy thực lực đã trưởng thành đến mức độ này rồi cho nên tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội tiếp tục trưởng thành mên nhận một kích hợp lực từ mana ra và mặc vực khiến cơ thể thánh long của mên đã bị đánh mất một góc mên bị đánh bay đi đắc thủ rồi sao vừa hay lại rơi lên trên mặc xào cấp vương chủ vậy mên rơi xuống mặc xào của bọn chúng khiến nó vỡ tan tành đừng mà sau đó mên trở lại nhân thân là thứ gì đụng qua đây vậy? Xem thử ta tìm được ai này. Trước đây hình như ngươi đều muốn đánh chết ta. Những tảng đá rơi xuống bến dưới tạo nên chấn động. Miên đã túm cổ tên vực chủ đang dưỡng thương bên trong mặc xào. Tìm ta, bây giờ ta có hơi bận rộn một chút. Tiểu tử này lại dám hủy đi mặc xào cấp vương chủ của chúng ta, thật đúng là to gan bằng trời. Hắn căn bản không xem chúng ta ra gì. Thả hắn đi. Men bóp nát thủ cấp rồi thả tên đó ra theo yêu cầu của Mana Ngươi bệnh chưa tỉnh ngủ sao? Ngươi, xem ra mặc tộc của các ngươi cũng sắp sinh ra vương chủ đời mới rồi, trước tiên là chúc mừng các ngươi một chút. Vực chủ bị ta bắt được khí cơ hùng hậu, rõ ràng không phải là vực chủ bình thường, mà là có tư cách tấn thăng lên vương chủ. Nhưng mà cho dù hắn có tư cách hay là không, lúc này cũng đều đã chết rồi. Bất hồi quan trước mắt còn có không ít mặc xào cấp vương chủ, ít nhất cũng phải ba bốn tòa gì đó, trong đó nhất định là còn có rất nhiều vực chủ. Nếu như có thể đem toàn bộ hủy hoại, tương lai của mặc tộc không phải sẽ trở thành một vùng tối tăm hay sao? Trận chiến vừa nãy đã mở mang tầm mắt với sự lớn mạnh của Dương Khai rồi. Dương Khai nếu như cố chấp ra tay với những mặc xào cấp vương chủ kia, thật sự là không có cách nào tốt để ngăn cản. Trận chiến ngày hôm nay kết thúc ở đây thôi. Ta cũng không làm gì được các ngươi nữa, các ngươi cũng không giữ được ta, cáo tử trước đây. Cứ để tên tiểu tử này chạy như vậy sao? Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Vẫn chưa đủ xem trọng hắn, nếu như mấy năm trước sớm giết chết hắn, thì sẽ không có phiền phức như vậy rồi. Hắn chạy đến đây chỉ vì chịu bị đánh một trận ư. Hắn đi mặc chi chiến trường làm gì? Tên này luôn xuất thần nhập quỷ như vậy. Không hay. Mana ra nhận ra có điều chẳng lành tức tốc đuổi theo. Cửa vực cửa vực đã bị Dương Khai thi triển không gian thần thông phong tỏa rồi. Trước đây Dương Khai phong tỏa cửa vực, lần đó hắn đem tàn quân của nhân tộc đi vào trong không chi vực, lại thành công cứu ra được cơ lão tam. Cửa vực đã bị phong tỏa, mặc tộc tốn rất nhiều sức lực mới có thể đà thông lại. Dương Khai năm đó chỉ có tu vi bát phẩm, lúc đó thủ đoạn hắn phong tỏa cửa vực vẫn không bằng bây giờ. Bất hồi quan là căn cơ của mặc tộc, ở đây mỗi một giây một phút đều có mặc tộc sinh ra, liên hệ của bất hồi quan và tam thiên thế giới đã bị cắt đứt đối với ưu thế của mạc tộc và sĩ binh của chiến trường đều có nguy hại rất lớn tiền tuyến chiến sự thay đổi không có nhiều thời gian để lãng phí mana ra tấn công tới lớp băng do men phong bế cửa vực lại nhanh cưỡng ép tấn công vào cửa vực nhất định là phải phá giải lúc này trên một mảnh phù lục nào đó dùng sức mạnh của một người đánh lại nhiều cường giả mạc tộc như vậy thật sự là chịu một trận đòn không vô ích nếu như không phải da thịt của mình dày thì vẫn có chút không chịu được. Mặc dù đã thương một vài ngụy vương chủ nhưng mà không có giết được mấy người, quả thật là có chút tiếc nuối, xem ra nhân lực cũng có giới hạn, không cưỡng ép được. Vài ngày sau, có lẽ không phải là ở đây. Phái một người đến ngay cả ngụy vương cũng không phải qua đây. Xem ra mục đích của ta quả thật đã đạt được rồi. Hắn sợ hãi bỏ chạy, vẫn cố gắng hét lên, dương khai. Chủ lực đều đã đi giải phong cửa vực rồi. Có lẽ sẽ để cho bọn họ đau đầu một khoảng thời gian. Bọn họ càng đau đầu thì càng tiện cho kế hoạch tiếp theo của mình. Cảnh chuyển tới ma sát chiến khu, sắp 700 năm rồi, Dương sư đệ vẫn chưa có tin tức gì, không lẽ là xảy ra sự cố gì rồi đấy chứ? Chiến trường nguy hiểm, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Vậy chúng ta nên đi đâu về đâu? Ở đây là sâu trong mặc chi chiến trường, nếu không có Dương khai tiếp ứng, chúng ta không thể nào quay về Tam Thiên thế giới, bất hồi quan cũng không qua được. Triệu sư đệ bọn họ trước đây cũng đã truyền tin về hỏi qua chuyện này, cảm thấy nên sử dụng đường lui kia, đi sơ thiên đại cấm. Đây là dương sư đệ trước đây dặn dò qua, cũng là đường lui duy nhất của chúng ta. Sơ thiên đại cấm đường đi xa xôi, giữa chừng còn có nhiều nguy hiểm, chuyến đi này ít nhất cũng phải hai ba chục năm. Ngươi và ta bát phẩm ngược lại cũng không sao, nhưng những người trẻ tuổi tứ, ngũ phẩm kia, chưa chắc có thể chịu được. Quả thật đây là một vấn đề, cho nên triệu sư đệ bọn họ nói không chừng bây giờ phải xuất phát đi đến sơ thiên đại cấm rồi. Thời gian 700 năm mặc dù không ngắn, nhưng đối với thượng phẩm khai thiên mà nói cũng không xem là quá dài, nói không chừng là dương khai sư đệ đã gặp phải chuyện gì nên làm lỡ thời gian. May mà nhiều năm như vậy chúng ta cũng không bị mặc tộc phát hiện tung tích, tạm thời tình cảnh cũng xem là an toàn. Vậy phải đợi thêm sao? Chỉ đành phải như vậy thôi. Hà, đây là, không linh châu có phản ứng rồi không linh châu đang phát huy tác dụng, nên từ từ xuất hiện. Dương sư đệ ngươi thật sự là cửu phẩm, ông ấy ngạc nhiên há hốc miệng. Bài kiến hai vị sư huynh, làm phiền hai vị đợi lâu rồi, có phải ngươi là cửu phẩm rồi không? Sư huynh đúng là có mắt nhìn, ta quả thật đã tấn thăng cảnh giới cửu phẩm rồi. Rất tốt, đã có thêm người xuất hiện từ phía sau. Dương sư đệ, cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi. Nếu như ngươi còn không hiện thân, chúng ta chỉ có thể nghe theo dặn dò năm đó của ngươi đi đến sơ thiên đại cấm tập hợp với thoái mặc quân rồi sư đệ ngươi đã tấn thăng cửu phẩm rồi ư sư đệ nhiều năm vẫn chưa hiện thân như vậy là bế quan đột phá rồi ư ngược lại cũng không phải chuyện này nói ra thì rất dài không vội có gì thì từ từ nói nói ra câu chuyện của ngươi đi có ai muốn thêm trả không sau đó dương khai đem sự thay đổi của nhân tộc trong những năm nay nói lại cái gì càn khôn lưu hiện thế rồi ư đại chiến của chúng ta và mặc tộc cũng đã toàn diện bộc phát rồi cái gì thế giới trong lưu làm nhân tộc sinh ra bốn vị cửu phẩm không phải chứ âu dương liệt cũng là một trong bốn vị cửu phẩm kia sao sao vậy âu dương người đó lại có thể thăng cấp cửu phẩm không phải rất kỳ lạ sao thứ đó vậy mà cũng có thể tấn thăng cửu phẩm rồi hắn còn có thể may mắn như vậy được sao không thể tuyệt đối là không thể đột nhiên cảm giác bản thân có chút thất bại. Ây, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, cửu phẩm chính là cửu phẩm, nhân tộc thêm một cửu phẩm cũng là chuyện tốt. Không sai, đối với đại thế mà nói, Âu Dương liệt tấn thăng cửu phẩm đối với nhân tộc quả thật là sự giúp đỡ rất lớn, nói rất đúng. Xem ra, trong càn khôn lư này mặc tộc tổn thất không nhỏ. Chết mấy ngụy vương chủ, còn có một vị vương chủ, mana ra ngược lại là tấn thăng vương chủ, thoát được một kiếp. Ngoài ra ngoại trừ bốn vị cửu phẩm tấn thăng trong càn khôn lư, Ngụy Quân Dương sư huynh và Lạc Thính Hà sư tỷ trước đây cũng đã thành công đột phá. Trước mắt Tiếu Tiếu lão tổ và Võ Thanh lão tổ cũng đã thoát khỏi khống chế, mỗi người đều thống lĩnh một đại quân. Nói như vậy, nhân tộc trước mắt là có 8 vị cửu phẩm ư? Không, có 9 vị. Còn có một vị không quen, hắn tên là Ô Quảng, bây giờ phụ trách tọa trấn Sơ Thiên đại cấm, là thân thể chuyển thế của phệ. Nhớ lại năm đó sau đại chiến của Không Chi vực, cửu phẩm của nhân tộc tích lũy trong mấy năm nay gần như đều là toàn quân bị hủy diệt. Đến ngay cả Long Hoàng và Phương Hậu Đương Đại đều chiến đấu mà chết rồi, chỉ còn lại hai vị lão tổ, nhưng bọn họ lại khống chế mặc sắc cự thần linh, không thể thoát thân. Trong chớp mắt một nghìn năm trôi qua, nhân tộc cuối cùng cũng sinh ra được cửu phẩm mới rồi. Đúng vậy, hơn nữa số lượng cũng xem là không ít. Kiên trì nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đón đến ánh sáng. Dương Khai kể lại chi tiết tình hình của nhân tộc, nhiều bát phẩm nghe xong sắn tay áo lên, đều hận bây giờ không thể lên tiền tuyến chiến trường, giết cho lòng trời lở đất. Sở dĩ kéo dài nhiều năm như vậy thật sự là có sự cố ngoài ý muốn xảy ra, thật sự làm phiền các vị phải đợi lâu rồi. 700 năm thôi mà, đợi thì đã sao, các tướng sĩ tắm máu và liều chết ở tiền tuyến, chúng ta ở đây cũng không gặp nguy hiểm gì. Hôm nay đến đây, một là cùng với các vị giao nhận vật tư khai thác trong những năm nay, hai là muốn hỏi các vị có dự định quay về hay không, nếu như có, ta có thể đưa các vị về. Quay về, Vật tư của nhân tộc trước mắt rất quan trọng sao? Nhân tộc mặc dù đã thu phục không ít đại vực Nhưng thu hoạch cũng không lớn Trước khi mặc tộc rút lui Gần như đem tất cả càn khôn lưu bóp nát hết Cái này Không sao Chuyện vật tư các vị không cần phải lo lắng Ta sẽ nghĩ cách Ngươi có chú ý gì hay sao? Ngươi có chú ý gì hay? Vật tư bên nhân tộc đang thiếu Mặc tộc không thiếu Bọn họ chưa bao giờ đau đầu vì chuyện vật tư Nếu như bọn họ có Thế thì đi mượn một ít Vinh quang trên dưới của nhân tộc, chuyện vật tư là chuyện lớn, hiệu suất chúng ta khai thác vật tư mặc dù cũng không xem là quá cao, nhưng ít nhiều cũng có được một vài thu hoạch. Hơn nữa nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn che giấu rất tốt, mặc tộc chưa bao giờ phát hiện qua hành tung của chúng ta. Theo như ta thấy, chúng ta vẫn nên ở lại tiếp tục khai thác vật tư, còn về chuyện trên chiến trường cứ giao lại cho những hậu sinh, các vị thấy thế nào? Cái này, quả thật là như vậy, chúng ta khai thác tốt vật tư ủng hộ cho tiền tuyến mới là chính xác. Đánh cả đời với mặc tộc, ra rồi ra rồi, cũng nên hưởng phúc thôi, ở lại đây cũng khá tốt. Các hậu sinh cũng phải nhận trách nhiệm của những tiền bối chúng ta, nhớ lại năm đó chúng ta cũng không phải trôi qua như vậy sao, cho bọn họ chút cơ hội rèn luyện là được. Đúng vậy, chuyện đánh đánh giết giết cứ giao lại cho người trẻ. Các lão gia hỏa ở lại hưởng phúc, thế thì để chúng ta ở lại đây đi, mặc dù vật tư khai thác được không nhiều, nhưng cũng còn có thể có chút tác dụng, Mê nghe vậy mà thở dài nhẹ nhõm. Nếu đã như vậy, thế thì cảm ơn các vị rồi. Nhưng mà cũng xin các vị hãy chuẩn bị tốt, cục diện như vậy sẽ không tiếp tục kéo dài. Rồi cũng có một ngày nhân tộc sẽ phản công lại quy mô lớn, đợi đến ngày đó, có lẽ là còn cần các vị ra sức. Dương sư đệ yên tâm, chúng ta gừng càng già càng cay, giết mấy thằng nhãi danh của mặc tộc vẫn không thành vấn đề. Đây là vật tư mà chúng ta khai thác được trong những năm nay, đều phân ra trong 10 chiếc nhẫn không gian này. Như vậy, cho dù có xảy ra sự cố, ngươi cũng có thể cố gắng bảo vệ cho bọn nó, không bị một lưới tóm hết. Các sư huynh đã suy nghĩ chu toàn rồi. Tạm biệt, đi đường bình an. Sau đó men đã trở lại đường cũ, cửa vực đã mở lại rồi. Cường giả mặc tộc nhiều, hai vị vương chủ tụ tập ở bất hồi quan, nhiều người như vậy liên thủ, cưỡng ép phá cửa vực cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Nhưng mà với trí tuệ của Gia, có lẽ đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi đúng không? Phong tỏa cửa vực đối với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà đối với mặc tộc mà nói là ngang bằng với một trận tai họa. Đặc biệt là những đại quân mặc tộc vẫn đang còn chinh chiến ở bên ngoài. Ta cảm giác có thứ gì đó, đang ở đây. Hơi thở lại bí ẩn như vậy, có lẽ là lính canh gác chuyên tu loại bí thuật này. Mên đã cảm nhận được có người trên tường thành. Cô ta cũng phát giác ra có khí tức ai đó. Mana ra đại nhân có một cảm giác rất kỳ lạ không có thu hoạch gì dương khai ta biết ngươi đang ở đây sao phải che giấu thân phận chi bằng hãy hiện thân gặp mặt đi hừ tiếp tục cảnh giác vâng như vậy thì cũng quá cẩn thận rồi mặc tộc đề phòng nghiêm ngặt như vậy không dễ xử lý ngụy vương cơ hội tốt vương chủ đại nhân vừa lên tiếng gọi mặc phực đã ngay lập tức xuất hiện phía sau hắn những tên này từng người một đều ham sống sợ chết đến mức độ này bảo mình làm thế nào mà tiếp tục thi triển thủ đoạn nữa đây dương khai ta biết ngươi đang ở đây ta không đối phó được với những ngụy vương chủ các ngươi đã có phòng bị sẵn đối phó với mặc Sào cũng không có vấn đề gì đúng không mặc Sào bị phá hủy yêu nguyệt đã ngay lập tức phát giác ra dương khai lát sau tòa mặc Sào chỉ còn lại là một đống đổ nát dưỡng thương được hơn một nửa sau nơi này lại bị nổ tung nữa rồi Hi, bắt được cá lớn rồi. Dương khai, Mên cảm nhận thấy lạnh sống lưng. Đã có những đòn công kích liên tiếp đánh tới, mana ra hết to, Dương khai. Chạy nhanh thật đấy. Đại trận tại sao lại không thể dùng được? Vì để phòng bị Dương Khai đánh lén, Mana ra sớm đã bố trí đại trận ở khắp nơi bất hồi quan, chỉ đợi Dương Khai hiện thân trong chớp mắt có thể dùng đại trận phong tỏa hư không. Sử dụng rồi, nhưng hắn không dùng thuật thuấn gì dương khai hắn chỉ là thôi động độn pháp để chạy trốn đại trận căn bản không có hiệu quả hắn dừng lại rồi men dừng lại trên không trung trước mặt mặc vực và manaza ô không đuổi theo nữa sao có bản lĩnh thì ngươi đừng chưa kịp nói hết câu manaza đã vội khựng lại nghiến chặt răng men đã tấn công tới một tên mặc tộc hắn ta bị men khống chế trong lòng bàn tay cố gắng chịu đựng nhưng vẫn bị ép cho thổ huyết cứu cứu lát sau cả cơ thể chỉ còn lại là một vũng tiết. Đám ngụy vương chủ chỉ biết đứng nhìn từ xa. Dương khai, thứ cho chết nhà ngươi. Mên đạp tan ngọn núi gần đó hét to, mana ra mặc vực. Khiến hai vương chủ giật mình khi bị mên nhắc tới tên. Hai vị bây giờ là ai đang làm chủ sự vậy? Dương khai, ngươi muốn làm gì? Hai tộc nhân và mặc huyết hải thâm thù, không đội trời chung, trừ phi chính là ngươi giết ta, những năm ta giết ngươi, nhân tộc chết trong tay của cường giả mặc tộc các ngươi còn ít hay sao? Ta chẳng qua chỉ là giết một ngụy vương chủ mà thôi, sao phải bày ra dáng vẻ như vậy? Một người, bên mậu ngũ vực có đủ tám vị ngụy vương chủ chết trong tay của ngươi. Ngươi đột nhiên dừng lại nơi này, không lẽ chỉ là vì kể khổ vài câu đấy chứ, nói thẳng vào vấn đề luôn đi. Hừ, mặc tộc bây giờ là do ngươi nắm giữ đại quyền. Thông trị của mặc vực cũng bị ngươi lật đổ. Mặc vực, đó là lão bài vương chủ, Mana ra mặc dù tấn thăng lên vương chủ, nhưng vẫn là một hậu bối. Sao ngươi có thể để cho một hậu bối cưỡi lên trên đầu của ngươi tác oai tác quái như vậy, như vậy là không được. Mặc vực nghe vậy đang muốn nói gì đó. Nhưng đã bị Mana ra cướp lời. Ha ha, Dương Khai, lời khiêu khích này của ngươi đừng có nói nữa. Mặc tộc không có nhiều kẻ lừa đảo như nhân tộc ngươi đâu. Nếu như ngươi nắm giữ quyền, thế thì cũng tốt. Chúng ta đều là người quen, đều biết rõ về đối phương, ai cũng không chịu thiệt thòi với ai thế thì ta nói thẳng luôn hôm nay ta đến đây chính là muốn làm một cuộc làm ăn với mặc tộc của các ngươi làm ăn không lẽ là lại muốn lừa ta nữa đây chứ ta muốn từ chỗ của bất hồi quan đưa đi một thứ hy vọng mặc tộc các ngươi có thể biết điều một chút là thứ gì mên chỉ tay về một hướng mana ra nhìn về phía mên chỉ là mặc xào ngươi muốn mặc xào để làm gì mặc sao là căn cơ của mạc tộc có tác dụng gì đối với nhân tộc chứ? ngươi hiểu lầm rồi, ta cần mặc sao làm cái gì? ta cần đó chính là thứ ở dưới mặc sao. khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ đấy. thứ ở dưới mặc sao? chẳng lẽ là quan ải ư? năm đó viễn trinh quân của nhân tộc ở bên ngoài sơ thiên đại cấm thất bại, bất đắc dĩ phải rời khỏi sơ thiên đại cấm. sau khi một phần quan ải bị đứt, tử thương nghiêm trọng nặng nề, đến ngay cả quan ải cũng tổn thất không ít trước mắt quan ải còn sót lại ở bất hồi quan, có lẽ chỉ có một nửa của năm đó, hơn nữa đại đa số đều là nát bét rồi. Từng tòa hùng quan này đều là tiên hiền cổ lão của nhân tộc để lại, mỗi một tòa hùng quan đều là bí bảo tập hợp tấn công và phòng ngự. Thoái mặc đài chính là mô phỏng ra những quan ải này. Nhưng mà nếu thật sự so sánh, thể lượng của thoái mặc đài không so được với bất cứ một tòa quan ải nào, ở trước hùng quan thật sự khác biệt giống như cháu trai và ông nội. Sao rồi, ý kiến các người thế nào? Thứ này nếu thật sự cho Dương Khai cũng không sao, nhưng nếu như là kẻ địch, sao ta có thể dễ dàng đồng ý với tên tiểu tử này? Ha, à, ngươi muốn? Một tòa quan ải, ta chỉ muốn một tòa quan ải. Ta có thể để cho các ngươi đem mặc xào di chuyển đi, các ngươi đồng ý cũng tốt, nếu như không đồng ý thì. Dù sao ta cũng rảnh rỗi không có gì làm, cứ cách vài ba hôm sẽ đến thăm các ngươi một lần. Hy vọng các ngụy vương của ngươi thích bia mà ta tạo ra cho bọn họ. Mana ra tức giận nghiến răng kèn kẹt, ngươi. Nếu như trước đây Dương Khai đưa ra yêu cầu như vậy, ta nói cái gì cũng sẽ không đồng ý, nhưng mà trận chiến của hai tháng trước. Quan ải có thể cho ngươi, nhưng mà ta cũng có một yêu cầu. Một nghìn năm, trong một nghìn năm, Dương Khai ngươi không được quay lại bất hồi qua nữa. Bây giờ ngươi có cần đi ngủ một giấc không? Mười năm, trong mười năm ta sẽ không đến bất hồi qua nữa. Chín trăm năm, ta thấy các ngươi vẫn có chút hiểu lầm đối với tình hình hiện tại. Ta không nhất định là muốn lấy đi cái gì, nhưng mà ta có thể đến bất hồi quan bất cứ lúc nào, cho phép các ngươi 10 năm là thành ý lớn nhất của ta, đừng có được vòi đòi tiền. Dương Khai, nhân tộc có một câu nói thường đi bộ bên sông làm gì có chuyện không ước dày. Cũng không phải là giết không chết, hướng hồ sau này chúng ta có phòng bị, ngươi có bao nhiêu cơ hội có thể đắc thủ, quả nhiên không dễ bị lừa. 30 năm, trong 30 năm ta sẽ không đến bất hồi quan, đây cũng là giới hạn cuối cùng của ta, nếu như mặc tộc không đồng ý, thế thì không cần phải nói nữa. Trước khi mở miệng phải nghĩ cho rõ, phàm là nhảy ra một chữ không, ta sẽ xoay người rời đi. Mana ra nghe vậy không dám lên tiếng nữa. Bắt đầu hội ý nhanh với các ngụy vương chủ. Mấy tên ngụy vương chủ bắt đầu đưa ra ý kiến của mình với hai vương chủ. Thời gian trôi qua, bọn họ đã hội ý xong. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ngươi lấy một tòa quan ải, trong 30 năm không được hiện thân ở bất hồi quan, hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa. Yên tâm, ta và ngươi đã từng giao tiếp nhiều lần như vậy, có lần nào mà thất hứa chưa? Quan ải của nhân tộc để lại tổng cộng là 49 tòa, ngươi muốn lấy tòa nào? Mên bay đi xem xét tình hình, đám ngụy vương chủ vẫn có chút xén. Mên đã tìm được tòa quan ải thích hợp. Chính là nó. Đây có lẽ là thuần dương quan đúng không? Mên xem xét bên trong quan ải im lặng một lát mặc niệm về những người đã ngã xuống đã có mấy tên ngụy vương chủ tiến tới ta chỉ nói một lần di chuyển mặc xào của các ngươi đi mấy tên mặc tộc không biết sợ là gì vẫn muốn lao tới ra tay với mên. mana ra lên tiếng chuyển đi ta muốn nhìn thấy mặc xào của cấp vương chủ và ba tòa cấp vực chủ thuận lợi được đưa đi vâng hắn có thể đưa đi sao không biết nhưng mà nếu như hắn đã có đề nghị này, có lẽ là đã nắm chắc trước rồi. Nếu như không nắm chắc, có lẽ hắn cũng sẽ không nói ra. Tiểu Càn Khôn vẫn là một kẻ địch thật sự rất đáng sợ. Nếu như Dương Khai có thể đem tòa quan ải này thu vào trong tiểu Càn Khôn, thế không phải có nghĩa là nội tình của hắn còn hùng hậu hơn cả những cửu phẩm nổi tiếng của nhân tộc năm đó hay sao? Dương Khai mới tấn thăng cửu phẩm bao nhiêu năm, thiên phú lại đáng sợ đến như vậy. Mana ra âm thầm truyền tin, dựa theo kế hoạch mà làm. Đại đạo chi một hà, Dương Khai không phải nên dùng tiểu càn khôn thu thuần Dương Quan đi sao, đột nhiên lại tế ra con sông này để làm gì. Trường hà của men đã bao phủ cả tòa quan ải. Lúc này nước sông đã cuồn cuộn bao quanh quan ải. Các ngươi không động thủ thì không kịp đâu đấy. Không biết là ngươi đang nói gì. Bọn chúng im lặng quan sát xem men làm gì. Lúc này men hô lên một tiếng cả tòa quan ải đã được nhấc bổng lên trên không trung. Mặc vực và mana ra sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Sau đó men thu gọn nó nằm trong một viên châu Tính sai rồi, vốn dĩ cho rằng Dương Khai muốn mượn sức mạnh của tiểu càn khôn thu thuần Dương Quan, ai mà nghĩ đến hắn vậy mà còn có thủ đoạn bậc này. Đến ngay cả thế giới càn khôn ta đều có thể luyện hóa thành thiên địa châu, thu một tòa thuần Dương Quan thì có xem là gì đâu. Hay là ta thu thêm một tòa quan ải, 60 năm không đến bất hồi quan nữa. Chuyện này xong rồi, tại sao còn dừng lại ở đây? Không bị mắc bẫy. Chẳng qua là mình cũng chỉ nói đại vậy thôi, cho dù mặc tộc thật sự đồng ý, mình cũng không làm được gì, thời không trường hà chỉ có một cái, mình không thể làm ra được cái thứ hai đâu. Không vội, ta còn có một chuyện muốn bàn bạc với ngươi. Thôi dẹp đi, hai tộc nhân và mặc thủ oán sâu đậm, không đội trời chung, không có gì để bàn bạc, lấy đồ rồi nhanh đi đi. Chiến trường của hai tộc tuân theo bố cục năm đó, bây giờ phân hóa thành 12 nơi, mỗi một nơi đều có không ít ngụy vương chủ tọa chấn, còn có đại quân khó mà tính được. Cho dù ngươi không quan tâm đến sống chết của đại quân, các ngụy vương chủ cũng phải quan tâm đến một chút chứ. Là có ý gì? Ta có ý gì? Lẽ nào ngươi còn không biết rõ hay sao? Người đâu rồi? Hay là phải để ta nói cho rõ đây? Cửa vực. Không biết ngươi đang nói cái gì? chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy không ngại để ta đoán xem thử, ngày hôm đó ta rời khỏi bất hồi quan, các ngươi cưỡng ép phá vỡ phong tỏa của cửa vực. Có lẽ lúc đó đã muốn truyền tin ra ngay lập tức, để cho những ngụy vương chủ đang còn chinh chiến ở tiền tuyến rút về đúng không? Ồ, có lẽ không chỉ là ngụy vương chủ, có lẽ còn có vực chủ và không ít lãnh chúa, dù sao đây cũng là người mà các ngươi vất vả bồi dưỡng ra, chết quá nhiều cũng không tốt. Nếu tính thời gian, Cách một nhóm bất hồi quan gần đây có lẽ sắp đến không chi vực rồi. Có lẽ ta cũng có thể đi chặn lại một chút. Ngươi sớm đã đoán được rồi, vốn dĩ còn mong chơ Dương Khai không nghĩ đến tầng này. Nghĩ cũng đúng, với sự thông minh của hắn, sao có thể không nghĩ đến được. Vì để tránh không làm gân cốt bị thương, đồng thời khi cưỡng ép phá vỡ phong tỏa cửu vực, mình đã chuyển tin tức ra bên ngoài, để cho các ngụy vương chủ ở các chiến trường lớn nhanh chóng thoát ly, với tốc độ nhanh nhất quay lại bất hồi quan hành động này có thể nói là tráng sĩ cất tay. Dù sao các ngụy vương chủ có thể chạy trốn, đại quân của mặc tộc ở bên ngoài chiến trường lại không chạy thoát, có thể dự kiến. Ở trên chiến trường trong tương lai, nhân tộc nhất định sẽ đánh dễ như trở bàn tay, quét sạch tất cả yêu ma quỷ quái. Tổn thất của lần này tuyệt đối là lần lớn nhất trong nhiều năm như vậy. Nhưng không thể tránh khỏi, nếu như mặc tộc đã ăn mòn tam thiên thế giới, có lẽ sẽ đi vào trong tam thiên thế giới để tác chiến. Nếu như ngươi đã nghĩ được đến tầng này, vậy tại sao không thay đổi hành động ý ngươi chỉ là gì sau khi lấy được mẫu ngũ vực ngươi hoàn toàn có thể chi viện cho chiến trường tiếp theo mượn thủ đoạn phong tỏa cửa vực giúp đỡ cho nhân tộc ở chiến trường giành được chiến thắng ngươi nói không sai mặc dù ta có thể lấy được chiến trường tiếp theo nhưng tin tức truyền về ngươi vẫn sẽ sắp xếp tương đồng nếu như so sánh với trước mắt ta nhiều nhất chỉ có thể giết thêm mấy vị ngụy vương chủ mà thôi ý nghĩa không lớn hiện tại cục diện của tam thiên thế giới quá hỗn loạn các đại quân phân binh mà chiến đấu, mặc tộc của ngươi ở các đại vực đều có căn cứ. Ngươi không cảm thấy, để tình hình trở nên rõ ràng hơn một chút thì sẽ tốt hơn hay sao? Nếu như vậy, nhân tộc không cần phải phân binh, đối phó với các ngươi chỉ cần trong chừng bất hồi quan là được rồi, cho nên ngươi lựa chọn phương thức này. Đây đối với nhân tộc mà nói, quả thật là một chuyện tốt. Có dương khai ngươi, thật đúng là niềm vinh hạnh của nhân tộc. Ngươi đừng cho rằng nói như vậy ta sẽ thủ hạ lưu tình bây giờ đại thế đang ở chỗ ta các ngụy vương chủ ở trên các chiến trường của mặc tộc ngươi đang còn rút đi, bất cứ lúc nào ta cũng có thể phong tỏa cửa vực, đi chặn giết bọn họ. Cho dù các ngươi cưỡng ép phá được phong tỏa cửa vực cũng cần phải lãnh tốn một chút thời gian, huống hồ. Cửa vực mà ta có thể phong tỏa không chỉ có tòa này. Dương khai phong tỏa cửa vực chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng mặc tộc muốn phá được phong tỏa cần phải tốn sức lực rất lớn. Thời gian và tinh lực mà hai bên bỏ ra hoàn toàn là không như nhau, Thời gian trong đó chênh lệch, đủ để cho Mạc tộc tổn thất lượng lớn ngụy vương chủ, ngươi muốn thế nào? Như vậy mới đúng chứ? Thế thì ta sẽ nói thẳng luôn. Vương chủ đời mới của Mạc tộc ngươi không ra, ngụy vương chủ chính là sức mạnh trung kiên nhất, bất cứ một người nào cũng không thiếu, chết một người là ít đi một người. Như vậy đi, ta cũng sẽ không ép các ngươi đến đường cùng. Một vị ngụy vương chủ, 100 vạn phần tài nguyên ngũ phẩm, các ngươi có thể tự tính ngụy vương chủ ở bên ngoài có bao nhiêu vị sau đó cho ta vật tư với số lượng tương ứng là được. Ngươi bị điên rồi sao? Cho dù là tài nguyên ngũ phẩm, số lượng của 100 vạn phần cũng quá nhiều rồi, hơn nữa đây còn là giá cả của một vị ngụy vương chủ. Số lượng ngụy vương chủ chinh chiến ở bên ngoài có bao nhiêu? 12 chiến trường, ít nhất cũng gần 200 vị. Đây không phải là đã gần với 2.000 vạn phần tài nguyên ngũ phẩm rồi hay sao? Chuyện vật tư, đối với mặc tộc mà nói căn bản cũng không là gì, nhưng mà với ngụy vương chủ thì không giống, Bản thân ngươi hãy nghĩ cho kỹ đi. Quá nhiều rồi, ta không chấp nhận được giá cả này." Mên tiện tay túm lấy một tên mặc tộc. "Điều kiện của ta chỉ có cái này, không chấp nhận trả giá. Các ngươi có thời gian một nén hương để bàn bạc, nếu như không đồng ý thì miễn bàn. Ta lập tức sẽ khởi hành đi chặn giết Ngụy Vương chủ của các ngươi, ta ngược lại muốn xem thử các ngươi còn bao nhiêu người sống sót quay về." "Ừm, vị trí sẽ chọn ở cửa vực ở phá toái Thiên Liên thông với Tam Thiên thế giới." Ở đó là một chiến trường tốt. Đám Ngụy Vương chủ tức giận không thể im lặng được nữa, "Ngươi, một mặc tộc to lớn, sao có thể bị một mình ngươi nắm thóp được chứ? Đại nhân, chúng ta liều với hắn." "Không được, chúng ta không làm gì được Dương Khai." Cửa vực ở phía sau hắn, bên mặc tộc có bất thường, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đi vào trong cửa vực. Hơn nữa nếu như Dương Khai hành động như những gì vừa nãy nói, nhất định sẽ có không ít Ngụy Vương chủ gặp tai họa các ngụy vương chủ hiện tại rút khỏi chiến trường nhất định sẽ đi ngang qua cửa vực kia của phá toái thiên nếu như dương khai muốn ôm cây đợi thỏ các ngụy vương chủ căn bản cũng không chạy thoát được mà mặc tộc bên này muốn ứng cứu lại phải bước qua cả phá toái thiên tạm thời chưa nói thời gian tiêu hao để phá được mấy cửa vực bị phong tỏa kia đợi chúng ta đến nơi e rằng tất cả đều đã muộn rồi Mên đứng nhìn quan sát động tĩnh từ bọn chúng. Nói thật, các ngụy vương chủ rút về đều là một nhóm người đồng hành rất lớn, không chỉ là một mình hành động khi giết cũng có độ khó mình nhiều nhất chỉ có thể đắc thủ được vài lần dù sao thực lực của mình có mạnh cũng có giới hạn vẫn hy vọng mana ra có thể biết điều một chút mana ra quay lại nhìn mên mên nở một nụ cười với hắn thế nào chúng ta đồng ý với yêu cầu của ngươi rồi vẫn là đánh giá thấp tài sản của mặc tộc rồi đưa ra cái giá cao như vậy bọn họ lại thật sự đồng ý rồi bây giờ ta tăng giá có còn kịp không nhỉ Dương Khai, đừng có được voi đòi tiên. Đùa thôi mà, đừng nóng giận. Thu thập đủ vật tư cần một ít thời gian, thời gian ba ngày quá ngắn, thứ ngươi cần không hề ít. Vật tư của các ngươi đều tập trung ở nơi này, chỉ cần kiểm kê lại một chút là được, thời gian ba ngày là đã đủ lắm rồi. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn kéo dài thời gian, ta cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà trước khi chưa lấy được vật tư, nếu như có ngụy vương chủ chạy trốn quay lại, đừng trách ta không nương tay. Được, 3 ngày thì 3 ngày. Ngoài ra, số lượng của vật tư ngũ phẩm không có nhiều như vậy, chúng ta sẽ dùng vật tư khác để thay thế, đương nhiên phân lượng cũng có thể đủ đảm bảo. Được, nhưng mà thấp nhất cũng là tứ phẩm, nếu như dưới tứ phẩm, đừng lấy ra để gom đủ số lượng. Được. Lát sau men đã pha trà và mang bàn ra ngồi uống. Hai vị chi bằng ngồi xuống đây nói chuyện chút đi. Mặc vực với mana ra nhìn nhau, sau đó tới ngồi cùng men. Không hiểu trà đạo cho lắm, những năm nay cũng không có thời gian nghiên cứu những thứ này, nhưng nhân tộc có rất nhiều trà ngon, đây cũng là một môn kỹ nghệ. Mạc tộc xâm nhập vào Tam Thiên thế giới, vô số người sống lang thang, rất nhiều kỹ nghệ cũng vì vậy mà thất truyền, có chút đáng tiếc. Ta ngược lại là thích mùi vị rượu ngon của nhân tộc các ngươi, mùi trà hơi nhạt một chút. Ngươi cũng khá kén chọn đấy, thích uống hay không thì tùy. Chỉ đặc tính của Mạc tộc các ngươi, xâm nhập vào thế giới nào, thế giới đó cũng sắp diệt vong, thật sự để các ngươi thống nhất chư thiên đến ngay cả trà cũng không uống được. Mặc tướng là vĩnh hằng duy nhất trên đời này. Đạo không giống không hợp nói chuyện với nhau, nhân tộc mới là chủ nhân của chư thiên này, các ngươi là một đám cường đạo xông vào nhà của người khác tự ý làm điều sàng bậy. Khi thiên địa sơ sinh, chư thiên này là do thánh linh nắm giữ. Sau đó là yêu tộc, cuối cùng mới đến lượt nhân tộc các ngươi, chủng tộc biến ảo, thời đại cũng thay đổi. Thiên địa này làm gì có cái gọi là chủ nhân thật sự, nhân tộc cũng được, mặc tộc đương nhiên cũng có thể biết cũng khá nhiều đấy thánh linh yêu tộc nhân tộc thống trị ba thời đại chư thiên này đều rất tốt nếu như thật sự để cho mặc tộc các ngươi đạt được như ý muốn có thể đem đến được điều gì hủy diệt và phá hoại rồi cũng có một ngày chư thiên này đều sẽ chết mặc tộc của các ngươi còn có thể sống hay sao vĩnh hằng cho má gì chứ nếu như ngươi đã biết không ít thế thì ta hỏi ngươi ngươi có biết thánh linh sinh ra thế nào hay không ngươi biết ư Đương nhiên là biết rồi, nhưng mà ta không nói đấy. Mặc tộc của các ngươi vốn dĩ là đến từ mặc, suy nghĩ của mặc có lẽ chính là nguồn gốc của hành vi các ngươi. Mặc bản thân thực lực tuy là rất mạnh, nhưng từ năm đó bị phong trấn ở trong sơ thiên đại cấm, vẫn không thể nào thoát khỏi đó. Thân lâm vào cảnh ngục tù, nhưng không cam tâm cô đơn, nói cho cùng chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, rộng lớn của thiên địa này vượt qua tưởng tượng. Sức mạnh vĩ đại của trí tôn, sao có thể để cho ngươi suy đoán? Làm cái gì vậy? Nói mấy câu mà đã thấy không vui rồi sao? Uống trà của ta còn giận dỗi ta, ai cho người lá gan đó vậy hả? Dương Khai, đừng cho rằng ngươi tấn thăng cửu phẩm thì vô địch, ta và Mana ra có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng phân thân của trí tôn ngươi có thế địch lại hay không? Ta địch lại bọn họ để làm gì? Bọn họ có đối thủ của bản thân. Ba ngày sau gom đủ vật tư sẽ giao lại cho ngươi, nhưng mà bên chỗ ta cũng có một yêu cầu nhỏ. Nói, Ngươi cần phải ở lại đây, đợi sau khi các vị ngụy vương chủ toàn bộ quay lại bất hồi quan mới được rời đi. Không cần ngươi nói, ta vốn dĩ cũng dự định làm như vậy. Ta cũng phải đếm lại vật tư mà các ngươi giao ra có đúng với số lượng ngụy vương chủ quay lại hay không, nếu như thiếu rồi, ta sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Ngươi yên tâm, số lượng ngụy vương chủ chinh chiến ở bên ngoài có bao nhiêu ta rõ hơn ngươi, phân lượng của vật tư tuyệt đối cũng không ít, như vậy là tốt nhất ưu thế nghìn năm của Mạc Tộc một lần mất hết. Sau chuyện lần này, nhân tộc có thể dễ dàng thu phục 3.000 đại vực rồi. Vốn dĩ nhân tộc muốn thu phục 3.000 đại vực không phải là chuyện dễ dàng gì. Từng đại vực chinh chiến cũng không biết sẽ tổn hao bao nhiêu năm tháng, bỏ ra bao nhiêu tinh lực. Những uy hiếp lớn mà Dương Khai đưa đến, Mạc Tộc bất đắc dĩ phải đem tất cả chiến lực cấp cao gọi về. Nếu như vậy, đại quân của Mạc Tộc sẽ không thể nào chống lại tiến công của nhân tộc, chỉ cần tốn một ít thời gian thì có thể từng bước đem tam thiên thế giới thu vào trong túi rồi. Thu phục thế nào rồi? Mặc tộc của các ngươi để lại tình hình rối ren, thu phục 3.000 đại vực đối với nhân tộc mà nói chỉ có ý nghĩa tượng trưng, không có sự giúp đỡ mang tính thực chất. Mặc dù là nói như vậy, nhân tộc có thể từ bỏ thắng lợi dễ như trở bàn tay. Ngược lại, bố cục sau này e rằng chính là nhân tộc chiếm cứ tam thiên thế giới, mặc tộc chiếm cứ bất hồi quan. Nói đến cái này, ta vẫn luôn tò mò, năm đó mặc tộc đánh chiếm bất hồi quan, làm thế nào mà đánh vào không chi vực được. Cửa vực chỉ có một cái, một phương của nhân tộc khi lui giữ không chi vực, đã có mai phục ở cửa vực. Mặc tộc muốn tiến công vào không chi vực, không phải là một chuyện đơn giản, không ngừng tăng thêm binh lực, cũng chỉ bị nhân tộc dần dần độc chiếm. Đương nhiên là công lao của phân thân trí tôn rồi, chính là đoán như vậy. Bên nhân tộc không có cự thần linh thứ ba, sau này làm thế nào mà đánh chiếm bất hồi quan ngược lại cũng là một vấn đề. Lại dám nói lời như vậy trước mặt của chúng ta. Trên tay của Dương huynh có lẽ là nắm giữ một đường hầm bí mật đến từ Tam Thiên thế giới đi thẳng vào Mạc Chi chiến trường đúng không? Chuyện đã đến mức này, ta chỉ muốn thỉnh giáo Dương huynh một câu, lối vào của đường hầm bí mật kia là ở đại vực nào của Tam Thiên thế giới? Trùng hợp rồi, ta cũng có một câu muốn thỉnh giáo ngươi. Dương huynh cứ nói đi. Chí tôn của các ngươi có phải là sắp tỉnh lại rồi đúng không? Lúc nào mới tỉnh lại? nghe câu hỏi mana ra đã sặc nước phun luôn trà vào mặt của mặc vực hai vương chủ im lặng không dám trả lời uống trà uống trà Mên thu lại cốc trà trên tay hắn uống xong rồi đều cút hết đi ba ngày sau đó dương huynh đừng quên lời hứa trước đây yên tâm con người ta từ trước đến nay luôn lấy việc thành tín làm cơ bản tiếp xúc với ngươi nhiều năm như vậy có bao giờ ta lật lọng hay chưa mana ra im lặng nhìn trầm chầm, chầm mên nói cho cùng vẫn là ngươi không tin được ta, chúng ta dù sao cũng đã từng có giao tình, ngươi làm như vậy, ta rất thất vọng. Từ lúc nào mà có giao tình vậy, ta đó là suýt chút nữa bị ngươi đánh chết. Không phải là không tín nhiệm ngươi, chỉ là việc này là việc lớn. Được rồi, được rồi, ta hiểu. Mana ra truyền âm gì đó ra lệnh cho đám ngụy vương chủ, bọn chúng liền gật đầu lia lịa. Vật tư giao lần này phân lượng còn nhiều hơn một chút so với trong dự đoán của mình, Xem ra mặc tộc cũng không muốn lấy cái cớ làm khó cho mình Đột nhiên mọi người cảm nhận thấy có thứ gì đó Đến rồi Từ bên trong cửa vực một đám mặc tộc xuất hiện Có mấy khuôn mặt quen thuộc Đây là Vực chủ chạy trốn về từ mậu ngũ vực Đại nhân Chúng ta khi rời khỏi mậu ngũ vực Á à, Dương Khai Sao hắn cũng ở đây Sao thế Thấy ta kinh ngạc làm sao Đây rốt cuộc là sao tên sát tinh này xuất hiện ở nơi này, các đại nhân không đánh với hắn, ngược lại còn hòa thuận. Được rồi, lui xuống hết đi. Chuyện xảy ra ở mẫu ngũ vực không phải là trách nhiệm của các người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi không biết, thời gian ngắn ngủi chưa đến 3 tháng, sát tinh này hai lần đột kích bất hồi quan, sức mạnh vô cùng lớn. Đây, chúng ta thì ra là đang còn chạy trốn sao. Chúng ta đã bị Dương Khai ép đến mức này sao? Hai tháng sau đó, các ngụy vương chủ từ các đại vực thông qua cửa vực trở về bất hồi quan. Đây là nhóm cuối cùng rồi. Dương huynh, chuyện của Mạc tộc đã xong rồi. Chuyện của Mạc tộc xong rồi, của ta vẫn chưa xong đâu. Dương huynh chỉ chuyện gì? Vật tư mà các người giao cho ta chỉ là tiền bán mạng của các vị ngụy vương chủ, không bao gồm nhiều vực chủ và lãnh chúa như vậy. Vậy ngươi muốn thế nào? Phải, thêm tiền. Cái này thì chịu ngươi cẩn thận một chút đừng để bị rơi vào trong tay của ta ngươi làm được gì ta chứ đột nhiên một tên to cao hơn mên đứng ra chặn ngay trước mặt đã nghe danh từ lâu ta là mên không để hắn nói tiếp tránh đường thêm một tên nữa tiến đến phía sau mên làm cái gì vậy đừng làm phiền dương huynh dương huynh đã đắc tội rồi hừ tiễn khách đám ngụy vương chủ dùng công kích để tiễn mên đi manaza ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Nhớ kỹ mối nhục ngày hôm nay cho ta. Ngày khác nhất định phải bắt hắn trả lại gấp trăm lần. Vâng. Cảnh chuyển tới Tổng Phủ Tư. Ta đã thăng cấp lên cửu phẩm rồi. Bây giờ 12 đại quân của nhân tộc đều đang ở bên ngoài chinh chiến. Trên tuyến kéo dài, Tổng Tư Phủ của chúng ta thân là Trung Khu cũng sẽ di chuyển đến tiền tuyến. Như vậy mới có thể quản lý 12 đại quân tốt hơn. Một tiếng nói vang lên từ ngoài cửa, báo. Các vị đại nhân, mậu ngũ đại thắng. Ta xem thử. Đây, Mễ Kinh Luân xem tin tức mà ngạc nhiên không tin vào mắt mình nữa. Mễ Soái, chiến quả thế nào? Đây không phải tin báo tháng sao? Mễ Soái có gì mà có bộ dạng kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ bên Xích Hỏa quân tổn thất nặng nề, phải tin tốt không? Vẫn xem thường hắn rồi, các người xem thử đi. Đây, Dương Khai lợi hại vậy. Chiến báo hiển thị Xích Hỏa quân và đại quân mặc tộc giao chiến kịch liệt, Dương Khai biểu hiện xuất sắc, cứu bọn người Tả Khâu Dương Hoa, đánh lui đại quân mặc tộc. Sau đó, Dương Khai lại một mình đến đại doanh mặc tộc, bắt sống hai vị ngụy vương chủ mặc tộc, phong tỏa vực môn. Đại quân mặc tộc chưa kịp rút lui cuối cùng trở thành chuột trong ô của xích hỏa quân. Chết hết! Chiến báo này thật không dám tin, chẳng lẽ là tin báo giả? Không, suy nghĩ đến năng lực của Dương Khai đại nhân là sự thật. Chiến tích này có đáng sợ quá không, với sức một người lại có thể thay đổi cục diện một chiến trường. Dương sư đệ đâu, sau khi Dương Đại Nhân phong tỏa vực môn đã đi rồi, tả khâu đại nhân nói hình như hắn có ý đến bất hồi quan, nói muốn lấy lại chút đồ. Đến bất hồi quan lấy đồ. Tên này, đúng thật là kỳ nghệ cao to gan. Bất hồi quan không còn là bất hồi quan lúc trước nữa, bây giờ không chỉ có một vị vương chủ, còn rất nhiều ngụy vương chủ tọa chấn, cho dù là cửu phẩm cũng không dám tùy ý tiến vào. Mặc tộc lợi dụng mặc xào có thể nhanh chóng truyền tin, đây là ưu thế nhân tộc không có. Dương Khai lúc này hiện thân ở mậu ngũ, mặc tộc đại bại, chính là Ngụy Vương chủ cũng bị chém hết tám vị, Ngụy Vương chủ còn lại cũng vội vàng bỏ chạy. Chuyện này chắc là rất nhanh sẽ được truyền về bất hồi quan. Và lại không cần bao lâu, cường giả mặc tộc của chiến trường khác cũng sẽ biết tin này. Đúng rồi, đại nhân, mau, truyền lệnh Thanh Dương quân. Không, truyền lệnh Kinh Lôi, Phần Nguyệt, Nhị Nghị, Thanh Hà, Ngọc Thiền Ngũ quân, để họ toàn quân xuất kích, cường công đại danh mặc tộc bất luận mặc tộc có tư thái gì trước khi ngụy vương chủ hiện thân tuyệt không rút lui còn ngay ra đó làm gì còn không mau đi dạ ta động thân ngay mong là không quá muộn sau khi xích hỏa lấy được mậu ngũ tả khâu dương hoa họ có nói bước tiếp theo hành động thế nào không có sau khi mấy vị đại nhân bàn bạc quyết định phát binh chi viện thanh hà quân gần nhất nếu tính thời gian chắc xích hỏa đã hội tụ với thanh hà rồi mọi người đang hình dung bọn họ dơ cao ngọn cờ chiến thắng. Như vậy rất tốt, ít nhất, mặc tộc bên đó có thể ăn được rồi. Hai quân tập trung lại một chỗ, kẻ địch mà thanh hà quân đối mặt chắc chắn không thể đấu lại, nếu ta đoán không lầm, mặc tộc bên đó nhất định sẽ bị thất bại nặng. Mễ soái có gì chỉ truyền tin đại quân năm đường này, những nơi khác có cửu phẩm tọa chấn không cần truyền tin sao? Lời này không đúng, cửu phẩm khai thiên cảm trị nhạy bén, nếu đại quân mặc tộc có dị, họ có thể quan sát được không cần bên này nhắc nhở nhưng mấy đường kia không có cửu phẩm tọa chấn chưa hẳn không phát hiện ra biến hóa cục thế hiện tại nói không chừng lúc này còn đang đối chất với đại quân mặc tộc biến hóa mà mễ soái nói là chỉ lũ ngụy vương chủ đó e là đã chạy rồi bọn họ đều ngạc nhiên thốt lên một tiếng hả à. đại nhân chỉ dương khai đại nhân phong tỏa vực môn cắt đường lui của mặc tộc khiến các ngụy vương chủ khác mất đi gan đối mặt với hắn đúng vậy cho nên lúc này chiến trường tiền tuyến các nơi chắc là các ngụy vương chủ đã đi rồi có đại quân sáu đường có cửu phẩm nhân tộc chắc có thể phát giác ra điểm này như năm đường còn lại chưa chắc có thể phát hiện ra nếu đại quân mặc tộc bày ra một bộ dạng đối chất với nhân tộc bên nhân tộc cũng không thể manh động như vậy sẽ cho bọn ngụy vương chủ đó có thời gian và không gian bỏ chạy mặc tộc có thể chống lại nhân tộc trên các chiến trường bọn ngụy quân chủ bỏ ra không ít sức nhưng nếu họ đều chạy rồi làm sao còn có vốn để tranh đấu với nhân tộc? Hiện tại là thời cơ tốt nhất để nhân tộc mở rộng chiến quả. Thì ra là vậy. Nếu là vậy, chính là vậy. Ta sớm có chuẩn bị, nhân tộc không cần bao nhiêu năm nữa sẽ có thể lấy lại mọi thứ đã mất, nhưng không ngờ, thời cơ này đến nhanh như vậy. Dương Khai à Dương Khai, lần này ngươi lập công lớn rồi. Cùng lúc đó, các trận đại chiến đang bùng phát ở chiến trường các nơi. Như Mễ Kinh Luân đã dự tính, ba đạo vực môn bị phong đại quân mặc tộc ở lại tam thiên thế giới trở thành con mồi trong hang của nhân tộc. Đại quân các đường cùng tiến công, mặc tộc khó chống đỡ, rất nhanh đã bị đánh bại, đại chiến không bao lâu đã có lượng lớn mặc tộc thông qua vực môn bỏ chạy, bị quân đoàn nhân tộc chia binh truy sát. Sau mấy tháng ngoài hư không bất hồi quan, là vực môn. Các vực chủ chạy nạn và đại quân mặc tộc, chờ đã, có gì không đúng. Lại có một mớ đến rồi, hay Hello là ta nè dương khai bọn chúng thấy mên như chuột thấy mèo hét lên chạy bọn chúng đang chạy đột nhiên khựng lại từ khi nào trường hà của mên đã bảo vây đám mặc tộc lại các vực chủ không hề di chuyển được dần dần chìm vào trong trường hà phải làm sao chúng ta chết chắc rồi không hẳn chúng ta còn được cứu ngại quá chỉ có ta hắn ta dùng xúc tu của mình cố gắng cứu lấy mấy người sau đó vội vàng bỏ chạy lại còn có cá lọt lưới sau nửa ngày sao không có ai cả nên bước ra từ trong cửa môn dương sư đệ võ sư huynh xem ra sư đệ sớm có ứng đối là ta nghĩ nhiều rồi vừa hay từ bên bất hồi quan quay lại chuyện thuận tay mà thôi ngươi còn đi bất hồi quan nữa sao đi tìm mana ra và mặc vực nói vài câu đùa sao hắn đi bất hồi quan nhất định không chỉ là tìm hai vị vương chủ để nói chuyện. Trước mắt đại quân mặc tộc ở các chiến trường đều đã chạy trốn khắp nơi, sư đệ mang trong mình thần thông không gian, vừa hay thích ứng với loại cục diện như vậy, chi bằng để ta thay đệ tọa chấn nơi này. Thế thì đa tạ sư huynh rồi. Cảnh chuyển tới hậu phương của nhân tộc. Khi tiền tuyến chiến trường giành được toàn thắng, tin tức các đại quân thua mặc tộc chuyển đến hậu phương, chiến tranh thắng lợi rồi. 12 đại quân đã lấy được thắng lợi lớn, Mặc tộc đã bị đánh tan, chúng ta thu phục đất đai bị mất. Cả nhân tộc đều vui mừng. Nói lớn cho ta biết, ai mới là anh hùng của chúng ta? Mọi người cùng hô lên, Dương Khai, Dương Khai. Không đúng. Phải gọi là Dương Khai Đại Nhân. Cảnh chuyển tới bên ngoài phù lục của Tổng Phủ Tư. Thần thần bí bí kéo ta ra ngoài, sư đệ ngươi muốn làm gì? Sư huynh đừng nóng vội, sẽ cho huynh xem một món đồ tốt. Ồ! Đến ngay cả sư đệ đều nói là đồ tốt, vậy thứ này nhất định là rất khiến ta tò mò. Mên lấy ra quan ải đã được thu gọn trong linh châu. Đây là. Mên ném ra không trung phía trước. Cả tòa quan ải xuất hiện ngay trước mắt Mễ Kinh Luân. Thuần dương quan với đầy các vết sạn nứt trên tường thành. Đây là. Sư huynh, sau này vật này chính là làm nơi đóng quân của tổng phủ tư thế nào? Rất tốt. Mên và Mễ Kinh Luân tiến vào bên trong xem xét. Những bia anh linh này đã bỏ ra một khoảng thời gian. Mễ Kinh Luân im lặng trầm tư, nhìn tên các võ giả được lưu lại trên bia đá. Sư đệ, đệ có lòng rồi. Có một tòa quan ải như vậy, sau này hành động của tổng phủ tư sẽ tiện hơn rất nhiều, không cần phải cố thủ ở một nơi. Hơn nữa, bây giờ ta cũng đã thăng cấp lên cửu phẩm rồi, hỗ trợ cho hùng quan này, chiến tranh sau này nhất định có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn. Đáng tiếc không thể đem về nhiều hơn. Đúng rồi, trung tâm của Thuần Dương Quan không bị mất chứ? Không mất, trung tâm của các quan ải lớn đều ở bên chỗ của Tiếu Tiếu sư tỷ. Quay về tìm cô ấy hỏi một chút là biết rồi, chỉ là thứ này khi sửa, e rằng phải tốn không ít vật tư. Dù sao năm đó nhân tộc không rút về bất hồi quan, không những là đem trung tâm đưa đi. Bố trí các loại bí bảo ở trên quan ải có thể đem đi thì đem đi, không đem đi cũng hủy hoại để tránh bị mặc tộc lợi dụng. Cho nên lúc này Thuần Dương Quan chính là một cái hộp trống rỗng muốn phát huy được toàn bộ uy năng của nó, nhất định phải có một sự cải tạo lớn, vật tư tiêu hao đúng là không dám tưởng tượng, đặc biệt là vật tư trước mắt của nhân tộc vốn dĩ không đủ. Nói một cách đơn giản, chỉ một chữ, nghèo. Sư huynh, ta còn có một món đồ muốn cho huynh xem. Quên nói với sư huynh rồi, ta từ bên mặc tộc không chỉ đưa về thuần dương quan, còn có những thứ này. Có bao nhiêu? Không đến 2.000 vạn phần vật tư tương đương với tài nguyên ngũ phẩm chuyện như vậy mặc tộc cũng đồng ý với ngươi sao nếu như không phải những chiến tích xuất sắc trong những năm nay của dương khai mình thật sự nghi ngờ hắn vào mặc tộc có phải là có giao dịch gì không thể để người khác biết hay không muốn không đồng ý thế thì cũng không đến lượt bọn họ có nhiều vật tư như vậy cuối cùng cũng không cần phải giàu dĩ nữa rồi số lượng của vật tư này đúng là quá khủng bố một chút rồi sau đó cảnh chuyển tới tinh giới lăng tiêu cung triệu luân bát phẩm khai thiên cũng không biết chủ tướng gọi về là có chuyện gì không. Đến Lăng Tiêu cung được vài lần, mấy tòa bí cảnh mà đạo chủ để lại, nhưng phàm là đệ tử xuất thân hư không đạo trường đều đã từng rèn luyện ở trong mấy tòa bí cảnh kia, thu hoạch rất nhiều. Những năm nay mình ở trên chiến trường lập ra không ít công lao, cũng đã từng dẫn dắt các tướng sĩ dưới trướng xung trận giết kẻ địch, làm qua hành động vì đại quân lấy được đầu của thượng tướng kẻ địch trong vạn quân. Nhưng cho dù là có danh tiếng, nhưng cách đạo chủ năm đó vẫn còn kém xa khi còn là đế tôn cảnh thì cảm thấy đạo chủ thực lực mạnh bây giờ tu vi của bản thân càng cao lại càng có thể cảm thấy lão nhân gia ông ấy thâm sâu không lường trước được bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại đạo chủ lần nữa là triệu luân sư huynh triệu luân sư huynh qua bên này thì ra là như vậy đệ tử nhận được mệnh lệnh của tổng phủ tư không chỉ có một mình ta có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc xem ra lần này bị gọi về đều là đệ tử xuất thân từ hư không đạo trường hơn nữa tất cả đều là tinh thông không gian pháp tắc